khất sĩ, nghĩa là người xin học, xin nuôi thân bằng vật chất hữu hình, học nuôi tâm bằng các pháp vô hình. Lẽ xin học sẽ viên minh toàn thiện. Người khất sĩ gót lữ hành dũng tiến, bước phiêu linh lấy bốn biển làm nhà, lấy chín châu làm sự nghiệp đồ tha, quyết thực hiện chí tan vòng hồ thị. Người khất sĩ đủ đầy tâm bác ái, tình đại đồng cùng muôn loạn tương thân, quyết đắp xây một thế hệ ai lân, dây thân ái dính liền người với vật. Người khất sĩ là người yêu lẽ thật, quyết xả thân vì vạn vật chúng sanh, quyết xả thân với một chí nguyện lành, quyết xả phú cầu bằng vui đạo lý. Người khất sĩ phải là người cao quý, bước ta bà quyền xả kỹ lời tha, quyết ra tay sang phẳng hố mê tà, biến ác thế đổi ra thành cõi Phật, chân đạp đất hòa vui cùng lòng đất, đầu đội trời biểu hiện kính yêu trời, gần gũi đời là để cứu độ đời, nêu bác ái nguyện lấp bằng bể ái, ôm bác đất sống chung cùng vạn loài, khoác y vàng hòa thân với hàm linh, mượn tiếng sinh để tế độ chúng sinh, đem gương Phật cho người gieo giống Phật.